Cả nhà ơi, khi mà cái nước của mình nó để nguội nó sánh là như thế này nè cả nhà. Đó, bây giờ mình sẽ trộn vào. Đó, gà nãy mình đã luộc xong nè. Đó, bây giờ mình trộn vào đây. Và mình cho vào đây thêm là lá chanh nha cả nhà. Cái tỏi ớt hồi nãy nè, tỏi ớt phi, hành phi hồi nãy đó các bạn. Cái xác đó bây giờ mình để vào. Rồi lá chanh thì các bạn lựa những cái lá bánh tẻ như thế này nè. Nó không có già lắm và nó cũng không có non lắm ha. Một là chúng ta giò lại như thế này, hai là chúng ta sắc nhỏ ra. Bây giờ mình thì sắc ra cho nó dễ ăn đó các bạn. Đó, mình sắc ra làm 3, làm 4 gì đó. Mình để vào mình trộn luôn. Các bạn yên tâm đi, nó không có đắng các bạn. Lá chanh để nhiều thì nó sẽ thơm. Mình để khoảng chừng 2-3 mươi lá gì đó thì nó sẽ thơm, rất là thơm luôn. Rồi bây giờ mình sẽ trộn lên ha. Và cái hỗn hợp này nè, mình trộn lên và mình để nếu như các bạn không có thời gian thì trộn lên để khoảng 30 phút và chúng ta đem bắt lên bếp chúng ta sên cho nó khô lại. Còn nếu mà bạn nào mà có thời gian thì chúng ta để qua đêm các bạn. Chúng ta để qua đêm cho nó ngấm thịt và ngấm vô thì nó sẽ rất là ngon luôn á. Đó, nó sẽ thấm vào, nó sẽ thấm rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ để đây cho nó 30 phút cho nó ngấm ha. Mình trộn nó cũng vẫn còn hơi nước nè các bạn, tại vì cái này hồi nãy nước gà mình hơi nhiều đó, cả chén luôn á. Bây giờ mình để vào đây cho nó ngấm gia vị này một chút rồi mình sẽ tiếp tục ha. Đó, rồi khi mà mình làm đã gáo như thế này nè cả nhà. Đó, bây giờ chúng ta bắt một cái nồi nước, hoặc là chúng ta bắt sẵn cái nồi nước cũng được các bạn. Mình chưa có bắt sẵn cho nên là bây giờ mình bắt cái nồi nước như thế này. Đó, mình bắt cho nó sôi lên, hoặc là các bạn bắt như vậy và chúng ta để lên trên cũng được, và để cái chảo của mình lên trên này cả nhà. Đó, cả nhà thấy không? Thì mình để xích lên cao một tí. Đó, rồi và mình cứ để đây, nước thì nó sôi lên, cái hơi nước nó bốc lên á thì nó sẽ khô cái chảo của mình thôi. Và mình không cần phải sơ đâu các bạn, lâu lâu mình lại mình sơ một lần thôi. Đó, này dành cho những mẹ mà không có thời gian luôn ha. Mình không có thời gian thì mình lâu lâu mình chạy lại mình sơ, mình bảo đảm cũng không có khét các bạn. Còn nếu mà mình sên trực tiếp trên cái bếp á là nó dễ bị khét lắm. Đó, bây giờ mình cứ để như thế này và lâu lâu thì mình lại mình sơ lên một cái. Rồi, đó, còn lửa ở dưới thì đây nè các bạn. Đó, mình bắt cái lửa lớn luôn nha. Đó cả nhà, đó mình như thế này. Đó, mình không cần phải mất thời gian canh các bạn. Đó, và mình để cứ để 5-10 phút gì đó mình ngồi lại mình sơ lên một cái là được rồi. Rồi khô mình nó đã như thế này nè cả nhà. Nó nghe xào nè các bạn, thì mình thử ha. Mình thử, mình bóc cái thử một miếng như nè, mà nó không sai nữa thì là đã đạt rồi. Đó, như thế này là được rồi nè. Cái lá chanh nó nghe góp góp rồi nè các bạn ha. Đó, đó rồi. Cái này thì chúng ta đem ra, chúng ta để vào cái hộp á, để vào ngăn mát tủ lạnh mình ăn dần các bạn, nó không bị hư đâu. Rồi, đó, nhìn hấp
dẫn ha. Cái này cái màu này nó hơi đen nè cả nhà, tại vì mình để cái ngũ diêm hương nó hơi nhiều đó. Và lại mình dùng bột nghệ á, thì nó không có cái màu, nó không có tươi bằng cái nghệ tươi các bạn. Các bạn dùng nghệ tươi á nó sẽ tươi lắm. Còn cái này mình dùng bột nghệ nè, cho nên cái màu nó hơi sậm hơn đó cả nhà. Đây, thành phẩm của mình xong rồi nè cả nhà, đó. Một mâm luôn nè cả nhà. Nếu mà mình để bảo quản được, muốn bảo quản lâu á thì các bạn để ngoài như vậy nè. Rồi các bạn để vào trong ngăn mát tủ lạnh á thì nó vừa khô hơn nữa, nó vừa giòn hơn nữa, nó rất là ngon luôn mà mình để được lâu luôn. Đó. Ớt mẹ. Rất là ngon các bạn. Nhóc nhà mình nó rất là mê luôn, nó mới bóc lia lịa luôn cả nhà. Rồi cảm ơn cả nhà đã theo dõi nha. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.